Rồi em chào anh em nha anh em. Giờ này gần 3 giờ trưa rồi, gói hàng cho anh em cũng xong rồi. 22 đơn. Ồ, cái này đuối. Nói chung á anh em biết làm sao không? Gói độ nói chung thì nó không có gì cực, mà con cái có đồ máy cực lắm nha anh em. Có đồ máy anh em phải kỹ mới được, đặc biệt là những món đồ mắc tiền nhạy cảm như đầu nòng, nó dễ dậy gãy cánh gió lắm. Anh em mà gói không kỹ thì ăn mày á. Nay về được nói chung máy thì em còn nhiều, từ đây tới chiều lên lai gai cho anh em nha. Nay em về được 6 cộng điện sườn quay A đời cao, 6 cộng điện sườn quay A đời cao nha anh em, 24, 25, 26 không à. Kiểm tra kỹ càng hết trơn rồi. 6 cộng điện sườn này tình trạng là không bị đứt nối, đẹp luôn á, không xuất băng keo luôn á. Là một cộng điện sườn như vậy á, nó bao gồm như là IC, mobin, sạc, gờ le đề và nguyên cộng điện sườn đã kiểm tra kỹ càng không qua đứt nối. Toàn bộ là zin theo xe quay A đời cao 215, 216. Thì trước khi bán điện sườn này, em cũng nói rõ cho anh em luôn để anh em mình tránh mất lòng. Em bán cộng chỉ có 380.000 thôi chứ không có mắc. Cho nên á là cái vấn đề đã bán rẻ cho anh em thợ rồi. Cái thứ nhất là không thể nào bớt cho anh em. Cái thứ hai là không bao ship. Cái thứ ba nữa là em mong anh em phải hiểu điện sườn quay A này không gắn được cho quen pha nhỏ. Nó chỉ gắn được cho những dòng như quay A xương cá, quay RS, quay RSX đồ đó. Ok. Chứ anh em gắn quay nhỏ không được, anh em phải chế dắt tùm lum tùm la là cực lắm. Đó. Em nói cho nó rõ nét luôn để anh em mình không có phiền lòng nhau. Ở đây em có 6 bộ. Thì ở đây em sẽ lấy cho anh em coi một hai bộ mẫu thôi, chứ mà anh em kêu em bài ra 6 bộ hết thì không nổi đâu. À, như cái bộ số 2 đây, để ra đây quay mẫu cho anh em coi nha. Đây, một cổng điện sườn nó bao gồm như vậy đây anh em. Em đã kiểm tra kỹ càng hết trơn rồi. Mấy cổng này đẹp không nghe anh em, không đứt nối không nghe. Bao anh em là không đứt nối, dây dắt chỉnh tề hết. Đó. Đầy đủ là bao gồm như là IC nè, IC Mitsuba nè. Quay A đời thấp nè, này chắc 23 quá. Đó, KRS đúng zin nha. Mobin sườn nè anh em. Mobin sườn zin nha. Đó, có dắt luôn nha anh em, zin. Chụp buri zin luôn, nói chung là chưa vệ sinh gì hết, giờ anh em vệ sinh. Đó. Cục gờ le đề. Đó, cục gờ le đề ôm rơm mắt in Thái Lan nè, đúng chuẩn zin đời thấp luôn nè. Còn đời cao thì nó đời cao, ví dụ em lấy cho anh em coi một cái, đời cao nè. Đây, đời cao nè anh em, đây là mua cục gờ le đề đời cao. Nó không có đóng ôm rơm mắt in Thái Lan. Đó. Rồi ok. Thì em nói với anh em thằng nào cũng zin hết trơn á, quan trọng là đồ đúng độ mình xài cho nó ngon thôi. Đó, không đứt nối gì nha anh em. Bao em là không đứt nối. Đó. Đây là tuyển toàn là hàng cọc bình đẹp không nè, không có bị mà oxy quá ten gì không à. Anh em yên tâm đi. Đó, mua bán rõ ràng rõ nét, có sao nói vậy, không phiền lòng ai hết trơn á. Sạc zin luôn nè, SH70 nè. Không bán lẻ nha, anh em lưu ý nha. Không bán lẻ, 380.000 một bộ điện sườn. Đó, bao gồm IC, mobin, sạc gờ le đề. Đó. 380.000 bộ. Giá này là giá thợ rồi. Anh em cầm 380.000 á, bây giờ là anh em không mua được cục mobin sườn, cục IC, cục GL, gờ le đề với cục sạc đâu. Bốn cục này người ta nẻ với anh em bèo bèo gì cũng 400.000 đó. Đấy anh em, bốn cục này bèo bèo nói chung không tới 400, cỡ 350. Cộng điện sườn này á, nói chung là em bán cho anh em full này luôn, 380. Bao anh em về là xài không làm gì thêm nha. Rồi lụm. Đó, ở đây em có tổng cộng 6 bộ. Đó, anh em mua mấy cộng em cũng tính giá này không có bớt nha anh em, nói trước nha. Giá này anh tính anh em thầy thợ nha anh em. Ví dụ như cộng này nó cũng vậy đó. Thì em nói cho anh em cộng nào như cộng nấy, full đủ đồ cho anh em, không thiếu cái gì hết trơn. IC, cộng này IC đời cao nè, Cidgen. Đó, chuẩn zin hết. Mobin sườn. Đó. Thì em nói cho anh em á, em lấy ngẫu hứng nha, chứ anh em đòi Cidgen hết là không có, nói trước. Đó. Cục gờ le đời, này đời cao nó mới tin nè. Đó. Không đứt nối gì hết, không bung băng keo luôn, mấy cổng này đẹp không. Ừ. SH70 nè, đó, chuẩn zin hết cho anh em nha. Không đứt dây đứt gì hết nha anh em. Rồi, lụm. Một bộ là 380.000, anh em nào chốt hú em nha, nhanh gọn lẹ xúc tích. Không có giò đập máy cần số gì nha. Đó. Một bộ điện sườn bao gồm là dây điện sườn, IC, mobin, sạc, gờ le đề, chuẩn zin quay A đời cao 23, 24, 25, 26. Ok. Anh em nào mến thú em, chào anh em nha.